cho chiếc giá đỡ màn hình. Màn hình Pro Display XDR có độ lớn 32 inch, độ phân giải 6K, hỗ trợ HDR mức cao nhất, độ sáng tới 1600 nits, được trang bị công nghệ tái tạo màu sắc nét hơn OLED. Mức giá 5.000 đô la Mỹ của Pro Display XDR khiến không ít người ngã ngửa. Tuy nhiên thế vẫn chưa sốc bằng việc Apple tiết lộ giá đỡ màn hình này là 1.000 đô la Mỹ. Mức giá này đắt một cách nực cười nếu so với giá đỡ của Surface Studio 2 cũng đảm nhận chức năng tương tự, thậm chí còn tiện lợi hơn. Chỉ có điều giá đỡ của Surface Studio 2 không xoay dọc được. Surface Studio 2 có giá khởi điểm từ 3.500 đô la Mỹ. Đây là toàn bộ hệ thống chứ không đơn thuần là màn hình. Hệ thống gồm màn hình cảm ứng 28 inch, độ phân giải 4.500 x 3.000 pixel, vi xử lý i7, RAM 16GB, ổ cứng 1TB SSD và các đồ họa Nvidia.